Anh Đức Phạm xin được gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của chương trình Luật pháp cho đời sống, luật sư đấu tranh bền vững cho người cô thế, đó là sư Nguyễn Tâm. Một lần nữa xin chào sư Nguyễn Tâm. Chào anh đi và chào quý vị. Chúng ta đã có một tuần rất là sôi nổi trôi qua, nhiều tin tức, đặc biệt thời tiết đã trôi qua, cơn mưa gió lạnh đã qua, bây giờ trời nắng ấm thì lại những ngày ấm đầu mùa cũng hơi bất ngờ. Nhưng cái điều quan trọng là tuần này là cái tuần cuối cùng trước ngày khai thuế. Vì tuần tới là khai thuế rồi. Đúng rồi, 15 tháng 4. Có một tuần để chuẩn bị, và cũng coi như là theo luật người Mỹ đó, là cho tới ngày này mới là ngày nộp, làm đủ tiền để nộp cho chính phủ. Từ đúng đó rồi. Về sau trở đi mới là tiền tiêu riêng của chúng ta. Chúc quý vị có đủ thời giờ bình tĩnh để lo khai thuế, và hẹn chúng ta quý vị gặp lại tuần tới sau khi chúng có một tuần trôi qua, chia sẻ với nhau một số thông tin cần thiết cái tuần này. Xin thưa quý vị, và cũng cảm ơn sư Nguyễn Tâm nhắc tới ngày khai thuế. Anh đi cũng đang chạy xuôi chạy ngược để làm sao tới cái ngày khai thuế mình có tiền mình đóng lại cho chính phủ đây. Làm business đó, đôi khi nó cũng khó quý vị. Phải nói rằng cái nó có nhiều cái điều mà bất ngờ, cũng giống như thời tiết ở tại nơi chúng tôi đang sinh sống ở thành phố San Jose ở California, miền Bắc California. Quý vị biết là cái tuần vừa rồi thì nó mưa tầm tã, thì mình cảm thấy thôi cũng được, nước mưa nó đổ xuống, đất đai nó được thấm nước xuống thì cây cối nó cũng xanh tươi hơn, và con người nó cũng được vui vẻ hơn, và đường xá nó cũng được gột rửa một cách sạch sẽ. Nhất là những cái xe như luật sư Tâm và anh đi chả bao giờ rửa thì nó nằm ở trên sân nó cũng được gột rửa phần nào. Nhưng mà đùng cái quý vị thấy rằng chợt mưa chợt nắng như vậy, thì đùng cái khoảng 2-3 ngày nay tự nhiên nó nóng 85-90 độ như là mùa hè vậy, cũng làm người ta trở tay không kịp. Đặc biệt ở cái vùng của chúng tôi đang sinh sống lại xảy ra một số những vụ cháy lớn ở San Francisco, và ở ngay cả cái vùng mà cách San Jose cũng chỉ có vài chục dặm thôi, cháy nhà kho, cháy nhà, rồi làm chết người vân vân, thì nhiều khi nó cũng tạo một cái sự bất ngờ. Mưa thì cũng khó chịu, mà nắng thì cũng tạo nên những cái sự mà chết chóc, cháy nhà, cháy cửa vân vân. Trước đây thì quý vị cũng thấy rằng đất chùi ở Washington, nói chung rằng cái mà Mother Nature này nó thì cũng rất là khó để mà có thể control được. Thôi một vài dòng như vậy để quý vị biết rằng ở tại San Jose chúng tôi như thế nào. Nhưng mà nói gì thì nói, vẫn là nắng ấm quanh năm. Và nếu quý vị có đến San Jose thì hãy tận hưởng cái khoảng thời gian, cái thành phố mà người Việt chúng ta sinh sống rất là đông. Và phải nói rằng cái ngôn ngữ tiếng Việt khắp mọi nơi, từ mọi cái từ cái công sở của chính phủ đều có tiếng Việt in ở trên đó. Một dòng tiếng Mỹ, một dòng tiếng Mẹ, một dòng tiếng Việt. Và lần này đó thì để đi vào cái chương trình Luật pháp cho đời sống một cách ngắn gọn, thì chúng tôi nhắc cho quý vị cái số phone quen thuộc của luật sư Nguyễn Tâm là 408-876-8766, tức là 408-876-8766. Và gửi email về cho luật sư Nguyễn Tâm thì luật sư nguyễn tâm@gmail.com, luật sư nguyễn tâm@gmail.com, và cái chữ luật sư được viết tắt là LS thôi. Cái show này đó thì nó có một cái đề tài tương đối nó lạ lạ, mà anh đi đọc anh đi hơi cười cười, luật sư Nguyễn Tâm cũng cười rồi phải không quý vị? Chồng rút tiền cho gái, mà sao cái này nó nghe nó quen quen. Và chút nữa anh đi đọc cái câu chuyện này để cho quý vị thấy. Trước khi đi vào cái chương trình luật pháp cho đời sống tuần này đó, thì chúng tôi có một cái điều cũng khá bất ngờ, cũng giống như thời tiết nắng mưa hay là cái chuyện mà khai thuế nó sắp đến như vậy. Không biết là có cái điều gì bất ngờ hay không, thì luật sư Cù Huy Hòa Hà Vũ đã đến Hoa Kỳ và báo chí đã đăng khắp mọi nơi. Sau khi cái việc mà trước đây đi cũng thắc mắc rất là nhiều, tức là bà vợ của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã qua Mỹ trong cái khoảng thời gian mà ông chồng đang bị ở tù như vậy, cho nên gây sự thắc mắc mà cũng không ai hiểu nổi được cái chuyện mà tại sao ông chồng đang ở tù, bà vợ thì đang đấu tranh cho ông chồng từng ngày mà lại có mặt ở trên đất Mỹ này, rồi đi cũng nhanh mà về cũng nhanh, rồi bây giờ tới phiên ông Cù Huy Hòa Vũ cũng đến Hoa Kỳ rồi vào Chủ nhật vừa qua, cũng gây nên sự bất ngờ. Anh đi nhờ sư Nguyễn Tâm có một vài sự nhận định về cái trường hợp này, mời sư Nguyễn Tâm. Cảm ơn anh đi. Cái sự bất ngờ của tiến sĩ Cù Huy Hòa Vũ tới Mỹ là cũng công nhận là một cái điều khá đặc biệt và quan tâm.
cái điều bất ngờ ở chỗ là cái tiến trình nội dung bên trong nó đưa tới việc này. Còn việc mà quý vị biết Bảo quyền Hà Nội mà có cái sự trao đổi để thả những người tù rồi và bắt đi Mỹ ngay thì chẳng có gì lạ cả. Được biết thông tin là ngày Chủ nhật vừa qua, tiến sĩ cụ Vũ được thả từ nhà tù và đưa thẳng ra phi trường Nội Bài để đưa qua Mỹ. Trước đó vào khoảng chừng gần một tuần lễ đó, 5 ngày trước đó, thì có nghe một cái bản tin của Bộ Tư pháp của Việt Cộng đó có nói tới việc ấy là sẽ chấp nhận đơn xin đi Mỹ chữa bệnh tiến sĩ Hoàng Vũ Cà Vũ. Mà ngược lại lúc đó các đài của thế giới phỏng vấn bà Nguyễn Thị Dương Hà thì bà ấy đó chúng tôi chưa biết gì cả về cái tin này, đó là nghe nói thế. Nhưng mà Chủ nhật vừa qua là cái đây 2-3 ngày đó thì được biết là họ đã đưa tiến sĩ Hoàng Vũ cùng với vợ ra từ phi trường đi thẳng qua Mỹ ra và đến Mỹ. Cái nguồn tin trước đó một ngày thì các đài BBC và VOA có phỏng vấn cậu con trai là cậu Tiến tại Mỹ, cậu cũng không biết gì cả. Sau này trong 2 ngày qua thì các nguồn tin, các tuần tin tổng hợp từ AP, từ FP họ tổng hợp lại thì thế này, được biết là tổ chức Human Rights Watch cùng với các viên chức Bộ Ngoại giao và lập pháp của Hoa Kỳ và hành pháp đã có những cuộc thương lượng đàm phán trong 6 tháng qua kể từ tháng 7 năm ngoái khi bà Nguyễn Thị Dương Hà đi đến Mỹ. Và sau đó nỗ lực đặc biệt kể cả việc gặp gỡ với các đại biểu của đại diện của chính phủ Việt Nam đã được nhận được cái bản yêu cầu bằng tay viết rõ ràng của viên chức chính phủ Hoa Kỳ. Do đó điều kết quả theo những cuộc vận động đó họ thấy rằng có sự trao đổi và phía Việt Nam biết rằng không thể nào giữ một cái người học giả như vậy một tiếng nói một cái là minh bạch mà không có gì đáng tội gì cả mặc dù ông bị kết án 7 năm tù và cho đến nay thì đã ở tù 3 năm rồi và ông không thấy một cái gì bằng chứng gì cả. Mà hồi xưa quý vị nhớ cái chụp mũ người ta về tội giống như là về mại dâm vân 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 này và hoàn toàn không nhắc tới cái việc đó. Thật ra cái việc này là một cái chuyện bất ngờ lớn đối với cái sinh hoạt chính trị của giữa hai nước, nhưng đồng thời nó nói rằng là cái kết quả nỗ lực đấu tranh cho những người tiếng nói trong tự do Việt Nam, cho những người đấu tranh về lương tâm, cho những người nhà văn nhà báo vẫn có kết quả nếu chúng ta cố gắng, những người Việt ở hải ngoại cố gắng hợp tác yểm trợ và vận động với chính quyền của Hoa Kỳ đúng là vậy. sẽ đem đến kết quả như vậy. Và xin thưa với quý vị nhân đây thì anh đi cũng nhớ lại cũng trong phòng thâu của Cali Today thì trước đây anh đi cũng có dịp nói chuyện với nhà văn Trần Khải Thanh Thủy vâng. Khi vừa đến Hoa Kỳ có thể nói rằng bị trục xuất cũng đưa khỏi ra khỏi nhà tù và đã đưa đến Mỹ. Lúc đó thì quý vị còn nhớ Trần Khải Thanh Thủy là một nhà văn mà viết về những cái loại văn chương mà đấu tranh và đã viết cái cuốn sách mà viết từ hang đá mà nhỏ lại cùng cùng dân đó. Vâng. Thì anh đi cũng có dịp nói chuyện thì cái trường hợp này lại một lần nữa cũng gần giống như Trần Khải Thanh Thủy. Anh đi được biết rằng bà nhà văn Trần Khải Thanh Thủy hiện tại đang sống ở Sacramento và lúc đó bà qua chỉ có một mình với một người con gái thôi, nhưng mà tới sau này thì anh đi biết người chồng cũng đã qua đoàn tụ với bà và hiện đang sinh sống ở tại San Jose và Sacramento. Thì một điều đó mà anh đi nghĩ rằng lâu nay có rất nhiều người nói rằng cái sự đấu tranh mà rời rạc của cộng đồng người Việt ở hải ngoại cũng giống như rằng cái sự mà đấu tranh của những người viết blog ở trong nước hay là đòi dân chủ nó sẽ không đi đến đâu bởi vì Cộng sản Việt Nam sẽ không bao giờ nhượng bộ và họ luôn luôn thắng thế trên cái mặt trận này bởi vì họ luôn có nhiều phương tiện hơn chúng ta. Nhưng mà ngày hôm nay ít nhất là anh đi chứng kiến được hai việc, đó là Trần Khải Thanh Thủy và luật sư mà cô Huy Hà Vũ đã đến Hoa Kỳ, tức là cái nhóm đấu tranh đã kết hợp với cái tổ chức mà Human Rights Watch, tổ chức mà coi chừng về nhân quyền trên thế giới đó, họ làm việc quá mạnh. Và trong trường hợp này đó, anh đi một lần nữa kêu gọi quý vị cũng giống như luật sư Nguyễn Tâm vẫn hàng tuần, hàng ngày, hàng tháng chúng ta làm việc với những cái tổ chức để một lần nữa không phải chỉ riêng của Huy Hà Vũ hay là Trần Khải Thanh Thủy mà còn rất nhiều người đang bị Cộng sản Việt Nam giam cầm và chắc có lẽ rằng cái tiếng nói của mình chưa đủ mạnh hay chăng, hay là Human Rights Watch chưa làm việc tới nơi tới chốn hay chăng và họ vẫn còn ở trong tù. Trong tuần qua chắc luật sư Nguyễn Tâm cũng còn nhớ có một vị giáo sư
Andy không nhớ tên gì, nhưng mà ông này đã lấy được rất nhiều ngàn chữ ký. Và trong cái vụ mà bauxit khai thác bauxit ở tại Việt Nam, và ông vừa mới qua đời, ông này cũng đã bị ở tù và bị kết án. Vâng. Và ông vừa được tạm tha để về trị bệnh, thì ông này đã vừa mới qua đời. Thì quý vị thấy rằng tiếng nói của chúng ta rất là quan trọng. Mỗi người góp nên một tiếng nói, một chữ ký. Đôi khi chúng ta giúp cho đời sống của những người đấu tranh ở trong nước được những cái điều mà nếu mình không nói là mỹ mãn, thì ý trà cũng góp một phần nào đó để đem lại cái nền dân chủ cho Việt Nam, và những cái người mà đấu tranh cũng ít bị khổ sở hơn. Và chúng tôi tin rằng trong vòng vài tuần tới, sau khi tịnh dưỡng vài ngày, tôi nghĩ là tiếng nói của tiến sĩ Cù Huy Hòa Vũ sẽ được lắng nghe bởi Quốc hội Hoa Kỳ, bởi nơi những cơ quan có quyền lực nhất Hoa Kỳ, để thực sự tìm hiểu về tình hình Việt Nam. Tối hôm qua chúng tôi có dịp tiếp chuyện trên đài Radio 1500 với ông luật sư Ro Khanna, là đang hiện là giáo sư luật tại Stanford, giáo sư kinh tế tại Stanford và luật tại Stanford University, từng là phụ tá phó bộ trưởng thương mại cho tổng thống Obama, hiện đang tranh cử dân biểu khu vực 17. Ông ấy cũng nói rằng là ông ấy là cháu ngoại của một ông ngoại của ông là bạn đấu tranh chiến đấu với Thánh Gandhi Ấn Độ đó trên vị độc lập. Ông ấy cũng cam kết vấn đề nhân quyền, tự do dân chủ Việt Nam là hàng đầu. Cụ thể nhất là Việt Nam hiện nay đang xin vào cái hệ thống đó gọi là hợp tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương, gọi là TPP đó, Trans Pacific Partnership đó. Và ông ấy trong cái cương lĩnh chính trị của ông là không thể nào làm thương mại nếu không đặt vấn đề nhân quyền tự do. Vì vậy những tiếng nói cụ thể, những người dân biểu như vậy, và những người ông John S. Royce đã bảo đảm trong việc ông Cù Huy Hòa Vũ nói rằng người Việt Nam tại Mỹ với cái phiếu cử tri của mình có thể đến cơ quan cụ thể vận động chính quyền Hoa Kỳ và đem đến sự tự do cho những người yểm trợ, cho những người đấu tranh trong nước. Nói chung, con đường đấu tranh tự do dân chủ trong nước đang tiến rất là mạnh. Một lần nữa, Andy cũng muốn, trước khi đi vào chương trình luật pháp cho đời sống, Andy cũng muốn nói với quý vị một điều nữa thôi. Nhiều khi cái ý nghĩ của Andy nó rất là nhỏ và nó thô thiển thôi. Nhưng mà Andy nghĩ rằng nếu người Việt mình có được những cái ghế ở trong Quốc hội của Hoa Kỳ, hay ít ra một những cái generation về sau này có được những cái ghế ở trong quận, trong hạt, trong thành phố, thì đầu tiên giúp cho bà con mình sống, người Việt mình sống ở trong tại địa phương đó cái đã. Chẳng hạn như nếu quý vị bầu cho luật sư Nguyễn Tâm thì một người đại diện cho khu vực 7, vân vân, thì có cái tiếng nói cho người Việt của mình. Mặc dù khi mà mình được đắc cử, mình làm việc không phải chỉ làm việc riêng cho người Việt của mình làm việc cho nhiều sắc dân khác, nhưng rõ ràng mình là người Việt, mình cũng phải một phần nào đó lo cho cái người Việt của mình là trên hết. Và quý vị thử nghĩ lên tới Hạ viện, Thượng viện của Hoa Kỳ mà người Việt của mình đều có gốc, có rễ ở trong đó, thì cái tiếng nói của mình mạnh hơn. Cho nên cái điều này nó một lần nữa qua cái việc mà tiến sĩ Cù Huy Hòa Vũ, mà cái việc mà tiến sĩ Trần Khải Thanh Thủy, hay là một số những nhân vật khác, hay chính cả ông Bùi Tiến cũng đã ngồi trong phòng ghi âm này và nói chuyện với chúng tôi, luật sư Nguyễn Tâm. Thì quý vị thấy rằng cái tiếng nói của người Việt mình cần phải mạnh mẽ hơn, và chúng ta càng phải tranh đấu nhiều hơn để có được gốc, được rễ ở trong cái Quốc hội Hoa Kỳ. Một lần nữa, Andy nhắc lại cho quý vị nghe. Khi Andy qua Washington, vào trong tòa Bạch Ốc, Andy nghe chính những nhân vật gạo cội trong đó nói làm sao để kết hợp với một cộng đồng nào đó, thì việc đầu tiên phải thẩm định. Làm sao để thẩm định là phải có nhiều chữ ký, nhiều tiếng nói. Sau đó mới vào được trong tòa Bạch Ốc. Sau đó mới coi cộng đồng đó mạnh như thế nào, là cái bước kết hợp thứ hai. Rồi sau đó là coi cộng đồng đó làm được cái gì, đó là bước thứ ba. Cái bước thứ tư đó, tòa Bạch Ốc mới bắt đầu, chính phủ Hoa Kỳ là mới nghĩ tới chuyện hợp tác với cộng đồng đó. Cho nên nó đi, cái process của nó đi từng bước một, nó không phải là đơn giản. Và ngày hôm nay đó, cái cộng đồng Việt Nam được recognize ở trong cái nước Mỹ này và đã được hợp tác với chính phủ của Hoa Kỳ. Cho nên chúng ta có quyền chất vấn những nhà ngoại giao, đại sứ, vân vân. Và chúng ta có cái tiếng nói của chúng ta rất mạnh ở trong cái Quốc hội của Hoa Kỳ và những cái địa phương của chúng ta, đặc biệt ở tại California, trải dài từ Nam Bắc California, chúng ta đều có tiếng nói rất là mạnh, mà người Việt chúng ta có cái gốc rất là đông. Một lần nữa, Andy chỉ muốn rằng là
hãy san bằng mọi cái tị hiềm, những cái chuyện nho nhỏ trong cộng đồng của chúng ta và giữa người Việt của chúng ta, và làm sao để đẩy người Việt của chúng ta lên cái tầm quan trọng hơn, đó là phải chiếm được những cái ghế quan trọng ở trong từng địa phương một, từ quận, từ hạt lên tới cả Hạ viện, Thượng viện vân vân. Và ngay cả trong quân đội của Hoa Kỳ bây giờ đã có những người chuẩn bị lên tới chức thiếu tướng, chức tướng của Hoa Kỳ. Cho nên quý vị, chúng ta dẹp bỏ những cái chuyện nhỏ để chúng ta làm sao mà đoàn kết lại, để cái tiếng nói chúng ta mạnh hơn. Và quý vị thấy một điều nữa, mà nếu chúng ta kết hợp được ngoài nước và trong nước mà gom lại và tiếng nói của chúng ta, thì chúng ta phải lừng danh trên thế giới. Và từ đó thì quý vị cũng biết rằng những cái quốc gia lăm le đối với Việt Nam của chúng ta cả hàng ngàn ngàn năm, chẳng hạn như Trung Quốc, họ cũng phải nhượng bộ. Như Phi Lục Tân vừa mới đem cái vụ mà Trung Quốc chiếm đảo của họ ra cái tòa án quốc tế, thay vì trước đây đi với Liên Hợp Quốc thì Liên Hợp Quốc hay là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì còn có bỏ phiếu trắng được, còn có phủ quyết được, nhưng mà bây giờ ra tới tòa án quốc tế thì bây giờ Trung Quốc phải chuồn tay thôi. Đó là những cái điều mà chúng ta cần có và cần làm. Nói chung là đoàn kết. Một lần nữa không biết ý kiến của anh đi nghĩ như thế nào đối với quý vị, nhưng mà thật sự đó là cái điều anh đi muốn nghĩ. Chuyện nhỏ mình gạt qua một bên mà cùng bắt tay làm những chuyện lớn. Và cái việc trước mắt nhất, thì anh đi muốn nhắc nhở với quý vị, cái ngày bầu cử cũng sắp đến rồi. Anh bạn của chúng tôi, anh luật sư Nguyễn Tâm, đấu tranh bênh vực cho người cô thế, đã làm nhiều điều cho quý vị xứng đáng để quý vị có thể góp một bàn tay đưa vào cái chức nghị viên khu vực 7, để từ đó chúng ta có thêm một tiếng nói nữa. Ít ra anh đi tới đó đánh bóng bàn và đọc sách với các cụ ở cái nơi mà sinh hoạt cộng đồng, và chúng ta phải đòi lại cho được Croatia gì đó, cái chữ đó thì rất là khó đọc, nhưng mà luật sư Nguyễn Tâm hứa thì một lần nữa phải hứa lại chuyện này. Vâng, trước khi chúng ta sẽ đi vào cái câu chuyện luật pháp cho đời sống. Vâng, tôi đó là cái trụ sở sinh hoạt trên đường Croatia mà hứa cho cộng đồng rồi mà 6 năm đã bỏ trống. Và nói thật với quý vị, không phải là chúng tôi thiên vị hay là riêng tư cho cộng đồng mình nhất, với tôi nghĩ tôi đòi hỏi một sự công bằng thôi. Cái đó là của cộng đồng mình đã hứa cho rồi, phải bị không? Bỏ trống công bằng 6 năm nay. Vì lý lẽ đó mà tôi quyết định ra tranh cử và xin giành đoàn cái đó đầu tiên cho mình, có chỗ sinh hoạt, có chỗ đến cờ tướng, có chỗ uống trà, có chỗ quý vị các cụ gặp gỡ hàng ngày với nhau. Thôi bây giờ chúng ta nói nhiều cái chuyện này cũng vậy thôi, nhưng mà chúng ta phải bắt tay vào làm việc và đoàn kết với nhau còn hơn chúng ta nói. Một lần nữa Andy chỉ nhắc với quý vị, đây là ý kiến cá nhân và cái suy nghĩ thô thiển của Andy đã từng sống trong cộng đồng Việt Nam nhiều năm ở trên đất nước Hoa Kỳ này. Một lần nữa Andy kêu gọi quý vị hãy góp một bàn tay và hãy chung tay đoàn kết để chúng ta có thể làm được những chuyện lớn hơn. Và bây giờ đây là câu chuyện luật pháp cho đời sống của luật sư Nguyễn Tâm. Không biết luật sư Nguyễn Tâm có còn muốn nói điều gì khác nữa không? Cái câu chuyện mà thời sự mà cụ Huy Hòa Vũ đã đến Hoa Kỳ, chúng tôi đã gửi đến cho quý vị. Và bây giờ câu hỏi thứ nhất, kính chào luật sư Nguyễn Tâm và Andy Phạm. Em lấy chồng được 10 năm và đã có 2 con. Thời gian 1 năm vừa qua, em biết là anh chồng em đã có bộ và rút tiền nhà để cung phụng cho nó. Xin lỗi, Andy phải đọc nguyên văn nó như vậy. Nó tức là cái cô bồ của anh chồng đó. Vâng. Mấy tháng trước anh rút ra 20.000 để giúp cho cái cô bồ này mở tiệm. Em ngăn cản không được. Vợ chồng gây gổ hoài. Sau đó theo lời khuyên của bạn bè, em cũng có quyền rút ra giữ riêng, không phải cho em mà để dành cho các con. Tuần qua em ra nhà băng rút tiền từ từ cất bớt đi. Em rút được 8.000. Thì cũng tuần qua em cũng biết ảnh cũng rút thêm 30.000. Mình rút có 8.000 rồi, bị rút ra 30.000 nữa. Em hỏi thì ảnh nói là lập quỹ tiết kiệm cho con, nhưng em hỏi giấy tờ thì ảnh chối quanh cho con. Em lập tức đi tham khảo luật sư và họ đang chuẩn bị nộp giấy tờ ly dị cho em. Nhưng tiền bạc thì ảnh đã rút rồi. Em xin hỏi luật sư là báo cảnh sát có được hay không, hay em phải chờ luật sư nộp giấy tờ rồi lại sau. Em đang ở tiểu bang Missouri. Xin cảm ơn hai anh. Một lần nữa cái câu hỏi này, cách đây mấy ngày Andy có nói chuyện với lại
một người cũng khá lớn tuổi để nhắc lại mỗi câu nói. Khi thương thì quả ấu cũng tròn, mà khi ghét thì bồ hòn nó cũng méo. Quý vị biết cái quả ấu thì làm sao mà nó tròn được, nhưng mà nó gai, nó góc, nó cạnh như vậy. Nhưng mà khi thương thì nó cũng sẽ trở thành tròn, mà khi ghét rồi bồ hòn nó tròn thì nó cũng méo đi. Nhưng quý vị thấy trong cái trường hợp này, người chồng mà một khi mà đã có sống cơm không lành, canh không ngọt nữa rồi, mà đi với một người đàn bà khác rồi, thì họ muốn đầu tư một cái tương lai, hay vì một cái tiếng gọi của con tim, có thể nói là mù quáng hay không anh đi không biết, nhưng mà nó rút tiền ra thế này thế nọ thế kia. Thì trong cái trường hợp này, cái đó là cái vấn đề về tình giữa hai vợ chồng. Nhưng mà còn cái vấn đề lý đó, vấn đề luật đó, thì làm cái chuyện như vậy nó unfair với cái người đàn bà đang sống với mình, có con với mình, mà bây giờ mình rút tiền ra cho một người đàn bà khác. Nếu như vậy mình còn nghĩ tới vợ, tới con cũ của mình nữa hay không? Thì theo luật pháp thì mình phải làm cái gì? Bây giờ đó thì mình chờ chuẩn bị nộp giấy ly dị, mình nên có gọi cảnh sát báo cho biết rằng bây giờ ông này ông lấy tiền chung của hai vợ chồng ra hay không, hay là mình phải chờ nộp đơn ly dị rồi sau đó rồi mình mới đòi lại sau. Cảm ơn anh đi, và thưa cô, thưa xin trả lời liền câu hỏi của cô. Vấn đề này là hoàn toàn vấn đề dân sự, hoặc nói trắng ra là vấn đề gia đình của hai người, cảnh sát không xía vô được. Lý do rất là dễ hiểu, cảnh sát chỉ điều tra những vụ hình sự. Hình sự là khi nào xâm phạm tới của cải, tới cái sự an toàn của người khác kia. Trong trường hợp này, ông xã có thể là cô cảm thấy ông xâm phạm vào cái quyền lợi về tình cảm tình bạn của mình, nhưng trên nguyên tắc của cái vợ chồng là chung, ông mới cũng làm chủ vậy. Vì vậy vấn đề cảnh sát xin quên đi. Vấn đề thứ hai, nhờ luật sư thì đó là quyền của cô, chuyện luật sư làm giấy để mà ly dị hoặc là làm giấy ngăn chặn, điều đó có thể làm được. Nhưng có một điều tôi nghĩ ở chỗ này mà cô sẽ được bảo vệ là vì sao? Trên nguyên tắc khi tài sản vợ chồng chung đó thì không có ai cấm ai được không tiêu xài cả. Đương nhiên trong trường hợp này khi lấy cái của đó, ví dụ đi đánh bạc đi, là coi như mất hết, là mất mất chung, có chung mất chung. Nhưng khi ông lấy đưa người khác là nó qua một cái lĩnh vực khác. Vì vậy, trong tiếng Mỹ nó có tên thường luật pháp, nó gọi là constructive trust. Chứ tiếng Việt Nam không có cái tên từ chuyên môn đó, nhưng ý nghĩa như thế này. Nếu của cái chung với tôi và anh đi, một người 50-50 nha, mà tôi lấy cái tiền đó, tôi giao cho người khác cầm hay làm việc gì đó, thì tôi bị cái trách nhiệm tinh thần, trách nhiệm cái vai trò trust của tôi đó, confidential của tôi đó, để bảo vệ cái tiền đó. Và như vậy cái tiền đó không có nó bị dính theo luôn cái đó. Vì vậy trong trường hợp này, ví dụ như ông chồng lấy 30 ngàn đưa cho người khác, thì trên luật gia đình ông mới có thể tự cho 15 ngàn, một nửa của ông đi, nhưng còn một nửa kia là của vợ trong community property. Vì vậy ông mới có trách nhiệm phải hoàn trả lại. Do đó luật sư của cô có thể làm đơn khiếu nại, và nó gọi là cái constructive trust, vào trong cái tiệm của người thứ ba, là một cái giấy xiết nợ đó. Đúng rồi, để buộc cái tiệm của người đó, để người đó, vì cái tiền là tiền từ trong của chung này mà. Thành ra mình sau đó minh định với tòa, cái ông đàn ông mà bất tuân lời vợ này có lấy 15 ngàn đi cho người khác là quyền của ông, dạ ráng chịu, nhưng không được đụng vào tiền của ông mà không có. Do đó xin tòa, và tòa sẽ làm cái lệnh là yêu cầu cái người thứ ba kia trả lại một nửa lại cho mình. Tóm lại phần của cô tôi nghĩ sẽ được tòa gia đình bảo vệ. Vì vậy khi đã có luật sư rồi, tôi rất là mừng luật sư yên tâm với chỗ là luật sư giúp cho cô làm đơn ở tòa, và cô kê khai những cái tiền đã bị mất theo cái kiểu đó là bị người chồng của mình lấy cho người khác đó, để đòi lại được ít nhất là một nửa cho mình, và đó là phần của mình. Vì vậy ông chồng có quyền tiêu xài chuyện từ ông mình không cần biết, nhưng mà phần của cô và tiền của con cái sẽ được bảo vệ. Chúc cô nhiều may mắn. Cái câu trả lời rất là rõ ràng, phải không quý vị? Nợ thì phải có chủ thôi. Trước đây đó thì chúng tôi nói với luật sư Tâm đó, có một lần nữa anh đi học hỏi được một điều đó, tức là tài sản của hai người mà sau khi cưới nhau mà chúng ta làm ra được, nó là community property. Vâng. Tài sản chung của hai người, chồng cũng có thể xài, vợ cũng có xài. Nhưng mà theo luật sư Tâm vừa mới giải thích, nếu lấy cái số tiền chung của hai vợ chồng mà đi làm một cái chuyện gì khác, không có sự đồng ý của cái người partner của mình, thì cái số tiền đó luật sư có thể tranh cãi để lấy lại số tiền đó 50% cho mình. Đúng vậy. Đó là một chuyện. Còn cái tài sản mà
trước khi cưới tôi có một căn nhà tôi mới cưới cô. Và cho nên khi mà tôi cưới cô rồi đó thì tôi có 5 đứa con, 10 đứa con với cô đi nữa. Nhưng mà tôi lấy cái tiền của cái căn nhà của tôi cho một bà vợ nhỏ khác, thì cái chuyện đó cũng không dính dáng gì tới cô. Theo ý của luật sư Tâm nói như vậy, đúng không? Và bây giờ điều đó nó rất là rõ ràng. Mời quý vị đi vào một câu hỏi khác. Kính gửi luật sư Nguyễn Tâm và nên đi. Tôi đã thi quốc tịch Mỹ một lần vào ngày 25 tháng 3 năm 2014 nhưng bị rớt. Vậy làm sao xin thi lần thứ hai và có cần apply cái form N-400 lần nữa hay không? Tôi ở Florida, thì tại Tampa Bay. Vậy có thể gọi họ hay xin thủ tục gì để thi lại? Xin chân thành cảm ơn. Anh đi thật sự không biết là gọi họ hay là để mà xin thủ tục gì để xin lại cảm ơn. Anh đi chỉ kể cho quý vị nghe, anh đi có một người bạn qua Mỹ năm nay là đúng từ năm 1975. Anh này đó thì có cái tội uống rượu lái xe, anh bị 7 lần đi DUI. Anh thi quốc tịch thì nó vẫn cho thi, nhưng mà nó không bao giờ đậu. Thì nhân cái chuyện này anh đi mới kể, cách đây hôm tháng 2 vừa rồi đó, anh mới bực quá, anh mới nói tao đi về Việt Nam, tao chơi một chuyến để thăm quê. Bây giờ cha mẹ cũng già rồi. Anh mới về Việt Nam, anh mới đi. Cái lần cuối cùng anh thi là cách đây gần 4 năm. Nó đâu có dính dáng gì cái chuyện nữa đâu. Thì anh vẫn xin, anh đi về Việt Nam. Xong rồi về Việt Nam mới đâu chưa được tuần lễ, thì bên này đó gia đình hối về gấp, bởi vì nhận được cái thư về đi xin tuyên thệ được cho vô quốc tịch. Tức là đã thi cách đây 4 năm, bây giờ mới được tuyên thệ cho quốc tịch. Và anh đã quay ngược đổ về là Mỹ, và anh đã tuyên thệ và bây giờ anh có quốc tịch Mỹ. Như vậy trong này nó có nhiều cái mắc mới gì đó mà anh đi không hiểu được. Nhân đây thì nhờ luật sư Tâm một lần nữa giải thích để chúng ta cùng hiểu rõ hơn. Cảm ơn đi và cảm ơn ông ở Florida. Thứ nhất tôi chúc mừng ở Florida là nơi nắng ấm, mà những người miền Đông Bắc hay Tây Bắc chúng tôi cũng mong muốn được như ông. Ở tại Tampa là một cái thủ phủ lớn, thì tôi nghĩ nơi đó là nơi thi quốc tịch là đúng rồi. Xin thưa với ông, khi thi vào quốc tịch đó, người officer, INS officer đấy nghe mình thi ở hai khía cạnh. Một là về khả năng Anh ngữ, hai là về khả năng về hiểu biết về công dân, hai yếu tố trong cuộc thi. Vì vậy chúng ta cần phải có khả năng Anh ngữ đàm thoại tối thiểu, căn bản tối thiểu để họ hiểu hoặc mình nghe. Từ những người nào có những điều kiện đặc biệt, trên 55 tuổi ở Mỹ quá 15 năm thì có thể được xin miễn cái vấn đề Anh ngữ, tức là thi được tiếng Việt mà phải có thông thông ngôn. Còn vấn đề mà về cái công dân ấy, là ai cũng phải học. Có nghĩa là vì có hai phần rõ ràng nha. Không rõ quý vị rớt phần nào. Thường thường đi thi quốc tịch đó, kết quả về mình được sở di trú gửi cho cái form nó gọi là N14 đó. Trong đó người officer có ghi rõ ngày thi, địa điểm thi, officer tên gì và mình rớt vì các phần nào. Phần Anh ngữ hay phần công dân. Công dân gồm có hiểu biết về lịch sử chế độ tổng thống Hoa Kỳ vân vân. Có 100 câu hỏi để mà học mà. Thành ra tôi đề nghị quý vị coi lại cái form đó đi, để biết mình cái phần nào nó nói tiếng Mỹ được rồi thì mình lo học phần công dân, mà nếu tiếng Mỹ rớt thì học tiếng Mỹ vân vân. Và theo luật của di trú là chúng ta có được 2 lần để phỏng vấn. Trong một kỳ nộp đơn, một đơn rất là tốn nhiều tiền. Vì vậy quý vị có từ 60 tới 90 ngày để được trở lại phỏng vấn sau khi thời gian học. Tóm lại quý vị dựa theo cái mẫu N14 mình có trong tay, cố gắng học lại tiếng Anh, học lại 100 câu công dân của mình, hiểu biết công dân đi. Và một là họ có thông tin tại địa phương đó để xin một cái hạng mới. Hai, quý vị trong cái mẫu đơn có chỗ N14 đó, quý vị liên lạc với người officer cũ xin cho quý vị xin một cái hạng mới để được trở lại phỏng vấn lần thứ hai. Nhưng mà nên nhớ là quý vị có từ 6 đến 90 ngày để tái phỏng vấn. Vì vậy cố gắng học tiếng Anh hay học những 100 câu về công dân. Chúc nhiều may mắn, hy vọng khi tới kết quả cho chúng tôi biết để cùng chia vui với ông. Tôi đề nghị ông qua California ở và đến thành phố San Jose của chúng tôi. Qua đây cả nước cái việc không nữa là càng khó nữa. Quý vị qua bên này đó thì tất cả những ở đây đó, em đi tính ra đầu ngón tay vài trăm cái chỗ luyện thi quốc tịch. mà miễn phí cho quý vị. Bên đó cũng có, online cũng có quý vị. Cho nên quý vị cứ việc vào đó mà
Phải nói rằng bây giờ anh đi cũng không biết nói làm sao nữa, nhưng mà anh đi thấy người nào thi cũng đậu hết, không có người nào rớt hết, cho nên anh đi muốn nhắc nhở với lại quý vị thôi, qua đây lấy vacation ở bên này một năm, bên kia nắng ấm, bên này cũng nắng ấm, như vậy thôi. Nhưng mà nhớ cho kỹ những lời luật sư Nguyễn Tâm vừa nhắc với quý vị hai phần. Bây giờ một cái câu hỏi cuối cùng đó, thật sự cái này nó cũng giống như là cái complimentary thôi. Kính gửi luật sư Nguyễn Tâm và Andy. Thưa luật sư, tôi là khán giả thầm lặng trung thành theo dõi chương trình Đời Sống và Luật Pháp do Andy Phạm, luật sư Nguyễn Tâm phục vụ cộng đồng hàng tuần từ nhiều năm nay. Tôi cũng là một người cô thế trong hàng vạn người tị nạn cộng sản trên miền đất tự do trên khắp thế giới. Tôi cũng một người cô thế mà thầm lặng. Đúng vậy chứ, đúng không? Bây giờ mình bực dễ sợ. Cô thế mà còn thầm lặng nữa thì cô thế biết chừng nào vậy? Trước khi anh đi đọc tiếp cái phần kế tiếp, anh đi nói với quý vị, anh đi tiếp xúc với một vị cựu quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Bây giờ ông vẫn sống với tiếng kẽn, ông vẫn sống với đồng đội của ông. Ông đã nằm trên giường và ông khi mà ông gọi những cái đứa cháu thì ông cứ tưởng đó là những người lính của ông ngày xưa. Khi ông lại trong nhà của ông toàn những cái đồ mà từ cái lon ghi gô cho tới cái bình bi đông cho tới cái thẻ bài vân vân, ông vẫn sống lại với cái dĩ vãng của ông ngày xưa, nó không có bao giờ mà nó rời ông được. Mà bây giờ ông đã gần bước qua cái tuổi 80 rồi, cho nên đó là một cái người đó, anh nghĩ đó là một người cô thế thật sự trong hàng vạn của người tị nạn trên cái đất nước tự do trên khắp thế giới này. Nhưng mà ông không cô đơn bởi vì ông có một bà vợ của ông cũng sống trong cái dĩ vãng là vợ lính. Cho nên hai vợ chồng rất là tâm đầu ý hợp. Ai nói chuyện gì thì nói, nhưng mà ông bà vẫn nghĩ như vậy. Nhưng một lần nữa thì cái câu tiếp theo như thế này, rất khâm phục luật sư Nguyễn Tâm luôn chủ trương phục vụ cho người cô thế trong những dịp tranh cử chức nghị viên khu vực 7 tại sao C và ước mong thực hiện được hoài bão của mình. Vì ở xa nên không thể làm tình nguyện viên giúp ông một tay trong muôn vàn công việc dù rất nhỏ bé trong thời gian tranh cử. Nên muốn đóng góp một chút rất nhỏ cùng với mọi người giúp ông có thêm phương tiện thực hiện hoài bão trong kỳ tranh cử này. Đọc cái này anh đi cảm thấy rằng rất là xúc động. Tìm thấy trên mạng có hai văn phòng, luật sư Nguyễn Tâm 545 East St. John Street và 777 North First Street, Suite 400 ở San Jose 95112. Xin ông vui lòng xác nhận địa chỉ để chúng tôi gửi ngân phiếu. Xin chúc luật sư thắng cử và kính chào anh Andy Phạm, luật sư Nguyễn Tâm với lòng ngưỡng mộ nhất. Kính thư một khán giả miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Xin thưa với quý vị, không cần biết địa chỉ gì hết, quý vị chỉ thấy cái chữ San John đó là cái nơi mà anh đi đến đó hàng tuần. Ghé vô thì có dàn bóng giấy ngay trước cửa, có cái bàn sắt để bên hông, vài chiếc mô tô đó bọc ra chung quanh vườn thì thấy xích lô, thấy cây nó rủ lòa xòa, thấy cái nhà Spanish House. Đó là một cái khung trời mà phải nói rằng thơ mộng nhất của Andy, cho dù nắng hay dù mưa. Chỉ khi nào luật sư Tâm vác chổi trà rồi nói Andy ra khỏi chỗ này thì anh đi mới đi thôi, chứ còn nếu không thì anh đi vĩnh viễn sẽ ngồi trong căn nhà này, mặc dù rất cũ rất xưa nhưng mà rất đẹp và một khung cảnh rất thơ mộng. Quý vị nhớ cho 545 East St. John Street, mà nơi quý vị đến San Jose, bất cứ người nào từ tiểu bang nào đến, có liên quan tới vấn đề luật pháp hay không, có bị cô thế hay không, mời cái chơi, cứ đến đây ngồi dưới dàn bông giấy uống với anh đi một ly cô nhắc. Đúng là tôi đề nghị là thứ nhất là tôi không ngờ là không biết nước Mỹ khác nhau ở đâu, nhưng mà trong mấy 4 năm làm việc với nhau đây anh đi nhỉ, tôi không ngờ là khán giả miền Đông Bắc mà viết cái thơ xúc động quá như vậy. Tôi rất là xúc động và quý vị cảm ơn anh đi đã chia sẻ và cảm ơn ông bà dấu tên miền Đông Bắc. Thưa ông bà đúng như thế, xin cái địa chỉ của tôi là 545 St. John. Một lần nữa trân trọng, chúng tôi không biết nói lời gì hơn. Và cái việc theo tôi nghĩ cái lời mà cảm ơn tốt nhất mà chính xác và xứng đáng nhất cho sự tấm lòng yêu thương của quý vị là sẽ quyết tâm cố gắng hết sức đem lại thành công. Thì tôi nghĩ mới đúng là mong muốn quý vị, và chưa hết đâu, sau đó thực hiện được cái lời cam kết.
là lấy lại trung tâm negotiate cho đồng bào đúng mới rồi. sinh hoạt. Chưa kể những việc tương lai nó nhiều hơn, giống như nghị quyết cờ vàng, nghị quyết bảo vệ con đường chính nghĩa của Việt Nam tị nạn cộng sản và nói chung những phục vụ lợi ích khác cho quân khu 7. Vì vậy một lần nữa nhân tiện xin cảm ơn quý vị những người ở xa từ trước bên miền Đông, bên Florida, bên DC và các nơi khác đã gửi quà về tặng cho chúng tôi. Kịp rồi có cái thư từ Colorado. Cảm ơn bác ở Colorado. Đặc biệt có một bác ở tại Hayward mà kỳ trước tôi nói sai tên. Tôi nói là tên bác là Lenny Nguyễn, mà xin lỗi bác nghe xong bác đã sửa vì bác cái chữ Larry, L là A R R Y và chữ Larry viết liền, tôi tưởng là Lenny, bác tên là Larry Hayward. Và tôi xin hẹn gặp bác ở tại chủ nhật tuần này lúc 5 giờ chiều thứ 13 tháng 4 tại nhà Ocean Oakland để có dịp một vài đường lạ lướt dạ vũ cho vui. Twist quý vị, và, twist. Tại vì làm việc mệt quá để tới lúc thì cho xả hơi thôi, thành ra cho toàn băng từng nguyện volunteer và bà con thân hữu tới nơi chúng ta uống một ly nước trà và ra dancing cho nó vui, cho nó thư giãn gần cốt. Trước khi chia tay với quý vị, anh thì chỉ muốn nói một điều như thế này quý vị. Không phải là mình nói cái điều gì hơn, nhưng mà ở tại cái thành phố San Jose này, nếu quý vị lên núi ở hẳn đi thì những căn nhà trên đó bạc triệu, 3-4 triệu, 2-3 triệu, hay trong những cái khu nhà giàu á, mình tạm gọi nhà giàu, mình thấy cái kiểu xây cất nó khác. Mình đi qua những cái vùng mà countryside á, mình thấy nó khác. Nhưng mà nếu quý vị có dịp một lần đi, mời quý vị một lần thôi, hãy đến cái văn phòng của luật sư Nguyễn Tâm, thì lúc đó quý vị thấy nó không giống như countryside mà nó cũng giống như là cái khu nhà giàu ở trên núi, mà nó có một cái điều gì đó nó mơ màng, nó quyến rũ, nó lạ lạ mà quý vị thân, nó là thân rất mật. Là thân mật, là thân mà quý vị có thể đến bất cứ lúc nào. Mời quý vị ghé qua Hằng Hiên, ngồi Hằng Hiên chúng ta uống đi nước trà, chia sẻ tâm sự với nhau. Mà nhìn những lá bông, lá mà của dàn bông cháy nó cứ rơi lả tả. Một lần nữa Andy Phạm, luật sư Nguyễn Tâm, kính chào quý vị, hẹn quý vị một tuần mới thân tâm. Và anh đi chúc quý vị một cuối tuần thật là an vui, thật là hạnh phúc, thân tâm thường an lạc. Xin chào tạm biệt quý đặc vị. Đặc biệt hẹn gặp lại các bạn vùng Beria tại chủ nhật 13 tại nhà hàng Ao Xe của 5 giờ chiều. Chúng ta cùng với nhau vui một đêm vui. Cảm ơn quý vị. Thân tâm thường an lạc. Xin chào.